Thưa quý vị, những ngày qua, mạng xã hội lan truyền một đoạn video clip do một phụ huynh quay lại phiên họp phụ huynh học sinh lớp 3/10 trường tiểu học An Hội tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều người xem bày tỏ thái độ bức xúc với người phụ nữ cũng là một vị phụ huynh trong video clip. Theo quan điểm của nhiều người thì vị phụ huynh này đã có lời lẽ trịch thượng, xúc phạm, phân biệt đối xử với những phụ huynh khác có hoàn cảnh khó khăn. Sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, đoạn video clip đã gây bức xúc trong dư luận với hình ảnh một phụ nữ mặc áo vest trắng, tự xưng là Tuyến, đứng khoanh tay chất vấn các phụ huynh ngồi dưới. Thì mấy anh chị có thể nêu ra được phụ huynh nào là có hoàn cảnh khó khăn chưa ạ? Nếu anh chị nói chưa được, em Tuyến đây xin đại diện nói giúp. Thứ nhất, những phụ huynh mà thật sự rất khó khăn, em cũng đã từng nói với phụ huynh rằng đừng theo chung với cái lớp trống chủ này vì sợ hoàn cảnh nó khó khăn, chúng ta đóng góp không có nổi. Tuyến có nói không ạ? À? Dạ, vui lòng anh chị nói lớn giúp giùm em cái ạ. Dạ. Người phụ nữ này còn yêu cầu những phụ huynh có hoàn cảnh khó khăn đứng lên và hỏi họ tại sao khó khăn mà vẫn cho con theo học lớp này. Buổi họp có sự chứng kiến của hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm. Trường hợp ví dụ như hoàn cảnh khó khăn nhất trong lớp mình là gồm có em chỉ nhớ mặt em đứng lên trên em đấy là hoàn cảnh em khó khăn lắm, đi chiếc xe đạp rất là tội nghiệp rồi, em đứng lên em có thể nói tên con em, nói lớn lên hoàn cảnh em có khó khăn không? Chị có nói với em rằng là cuối năm đừng theo lớp này không? Nhưng tại sao em vẫn theo? Trường học nó cũng khó khăn. Mẹ chị, em đứng lên đọc tên cho chị nghe. Em thưa mọi người rằng lớp là có phụ huynh là nói rằng với là em thực sự rất là khó khăn, nhưng mà em cũng cố gắng để theo cho con em, cho lớp tốt, chứ còn em cũng không muốn tham gia tất cả những cái vấn đề gì của phụ huynh. Cái gì tốt cho các con mình ăn theo, thì em cũng không được ý kiến khác. Đó, Tuyến nói thẳng ra em không biết là mọi người như nào, nhưng em sợ em cũng không phải là quên mất Tuyến hay quên mọi người. Nói thẳng một câu là bác vì các em, con vì các cháu, nên em xin hết. Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc này, Phòng Giáo dục Đào tạo quận Gò Vấp đã yêu cầu hiệu trưởng trường tiểu học An Hội báo cáo giải trình. Theo báo cáo giải trình của hiệu trưởng trường tiểu học An Hội, người phụ nữ trong clip là bà Phạm Thị Kim Tuyến, nguyên phó trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 2/7 năm học 2021-2022, nay là lớp 3/10 năm học 2022-2023. Theo báo cáo, vào cuối tháng 8 năm 2022, bà Tuyến đến gặp hiệu trưởng đề nghị đại diện cho nhóm mạnh thường quân của lớp tặng cho trường 14 triệu để trường muốn sử dụng gì thì sử dụng và xin được cho tặng một máy lọc nước uống để đặt tại lớp 3/10 cho học sinh uống. Hiệu trưởng đã xin ý kiến hội đồng sư phạm, đồng ý tiếp nhận máy lọc nước, còn tiền thì đưa vào quỹ hoạt động khuyến học. Tuy nhiên, sau đó, giáo viên chủ nhiệm lớp 3/10 báo cáo với hiệu trưởng rằng bà Tuyến đang vận động đại trà phụ huynh đóng góp để mua sắm một số cơ sở vật chất cho lớp và đóng góp cho nhà trường. Cô giáo và ba đại diện cha mẹ học sinh cũ lên tiếng ngăn cản, nhưng bà không nghe, còn gạt họ ra khỏi nhóm cha mẹ học sinh của lớp trên Zalo. Vì vậy, hiệu trưởng đã thông báo với hội đồng sư phạm sẽ trả lại khoản tiền trên cho cha mẹ học sinh lớp 3/10 vì không phải của mạnh thường quân. Ngoài ra, ông Phạm Viết Duẩn, trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh của trường cho biết, cũng nhận được phản ánh từ phụ huynh về việc bà Phạm Thị Kim Tuyến lạm dụng quyền để lạm thu đổ đồng. Ông Duẩn đã làm việc với bà Tuyến và yêu cầu bà trả lại các khoản tiền đã thu. Hiệu trưởng cũng nhắc nhở bà Tuyến ngưng lại mọi việc vận động thu chi. Hiệu trưởng và trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh của trường đã đến dự phiên họp cha mẹ học sinh đầu năm 2022-2023 của lớp 3/10 để kiểm tra việc bà Tuyến giải quyết việc lạm thu theo yêu cầu. Hiệu trưởng đã khẳng định với cha mẹ học sinh của lớp rằng nhà trường đã sắp xếp vào lớp thì cha mẹ có đóng góp vào chương trình hoạt động của ban đại diện lớp hay không, học sinh vẫn được học tại lớp. Những gia đình khó khăn còn phải được hỗ trợ từ cha mẹ học sinh lớp, nhà trường, chứ không nên vận động đóng góp như mọi người. Vận động không được đổ đồng. Báo cáo giải trình dẫn lời hiệu trưởng nêu rõ với cha mẹ học sinh rằng bà Tuyến xin đại diện cho mạnh thường quân lớp hỗ trợ 14 triệu đồng để ủng hộ cho quỹ hoạt động khuyến học của trường, nhưng nhà trường được biết đây không phải là tiền của mạnh thường quân mà là thu đổ đồng từ cha mẹ học sinh. Do đó, nhà trường sẽ gửi lại ban đại diện cha mẹ học sinh mới của lớp 3/10 để xin ý kiến những ai đóng góp và xử lý số tiền này. Trong phiên họp, bà Tuyến không được tái đắc cử vào ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 3/10 năm học 2022-2023. Cũng trong cuộc họp, phụ huynh Nguyễn Thị Liên đã yêu cầu bà Phạm Thị Kim Tuyến giải thích những hành động của bà Tuyến. Bà Liên còn tố cáo bà Phạm Thị Kim Tuyến lấy ý kiến cha mẹ học sinh lớp để đề nghị nhà trường chuyển con của bà sang học lớp khác. Thậm chí theo bà Liên thì bà Tuyến còn bị tố là đã gặp con của bà Liên, yêu cầu học sinh này về nói với mẹ là phải vào group Zalo Mạnh Thường Quân do bà Tuyến lập ra. Sau phiên họp, nhà trường phát hiện phụ huynh Nguyễn Thị Liên đã đăng đoạn clip tự quay được trong cuộc họp lên mạng xã hội mà không xin ý kiến của cha mẹ học sinh lớp. Nhà trường đã mời bà Liên lên làm việc để hỏi về mục đích đăng đoạn clip. Bà Liên khẳng định chỉ muốn mọi người thấy bộ mặt của bà Tuyến và rất đồng tình với cách xử lý của hiệu trưởng, trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh của trường. Được cán bộ quản lý nhà trường phân tích, phụ huynh Nguyễn Thị Liên đã xóa bỏ đoạn clip. Trong diễn biến mới nhất thì căn nhà của phụ huynh Nguyễn Thị Liên mới đây đã bị tạc sơn. Hiệu trưởng trường tiểu học An Hội đã nhờ người liên hệ với công an phường 14 thuộc quận Gò Vấp để bà Liên đến trình báo việc nhà bị tạc sơn. Tuy nhiên bà Liên vẫn ấm ức nên đăng lại đoạn clip đã xóa lên TikTok. Những thông tin mới nhất sẽ được Báo Thanh Niên tiếp tục cập nhật tại địa chỉ thanhnien.vn. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký theo dõi và ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức được chúng tôi cập nhật liên tục trên kênh YouTube Báo Thanh Niên.